Xin chào các bác nha. Hôm nay bên shop sẽ giới thiệu với các bác một loại hạt giống. Đó là hạt giống dưa hấu ruột vàng không hạt. Đây. Một gói. Như thế này là được 0,8 gram. Thì nó rơi vào 12 hạt nhé. Đây. Ghét mới hoàn toàn luôn. Hàng nguyên bao bì. Hàng 3 chữ A này. Đó. Đây là cái loại quả tròn nha các bác nha. Dưa hấu không hạt này sẽ là loại quả tròn. Đó. Nó sẽ có các cái sọc sọc như này. Đó. Được vàng quả tròn nha. Một gói là được 12 hạt. Dưa hấu không hạt thì không nóng được nhiều hạt đâu ạ. Bởi vì thế là hạt nó đắt đấy ạ. Người ta sẽ không thể đóng gói được nhiều. Hàng nguyên bao bì của Thái các bác nhé. Nguyên bao bì của Thái.